Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vì một người phụ nữ mà tứ trụ chiến nhau, vì đâu nên nỗi này. Nhân vật Nguyễn Thị Thanh Nhàn có mối quan hệ khủng giữa những quan chức hàng đầu trong Bộ Chính trị của cả Đảng Cộng sản Việt Nam thì nhiều người đã biết trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, người phụ nữ này đã trở thành người giới thiệu cho quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam xúc tiến việc mua vũ khí của Israel là trường hợp rất khó hiểu. Việt Nam và Israel có đặt quan hệ ngoại giao thì việc mua bán vũ khí thông qua cầu nối đại sứ quán là điều rất dễ dàng, thì cần gì đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm mai mối? Đây là câu hỏi rất lớn, cần phân tích kỹ để lòi ra chân tướng của vấn đề. Làm mối cho buôn bán vũ khí là cơ hội để hưởng hoa hồng. Với hợp đồng tỷ đô thì đây là món lợi kết xù chứ không phải là nhỏ. Tất nhiên, phe có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ đứng ra móc nối chuyện này chứ không thể ai khác. Nhân vật không thể thiếu trong hợp đồng mua bán này chính là Phan Văn Giang, người rất có quyền lực nhưng lâu nay tỏ ra là người kín tiếng. Đây là hình ảnh nhân vật được tứ trụ yêu ái Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bộ Quốc phòng cũng là nơi mà ai cũng muốn nhúng tay vào. Trên danh nghĩa, Bộ Quốc phòng là một bộ trực thuộc chính phủ, nên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ dưới quyền Thủ tướng. Tuy vậy, về mặt đảng thì Bộ Quốc phòng thuộc quyền chỉ đạo của ông Tổng Bí thư. Ông Nguyễn Phú Trọng vừa là Tổng Bí thư vừa là Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang chỉ là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương mà thôi. Hợp đồng mua vũ khí cho Bộ Quốc phòng dứt khoát phải qua tay Phan Văn Giang. Hoa hồng tất nhiên là phải giải từ trên xuống dưới. Tuy nhiên, việc giải hoa hồng sẽ thực hiện như thế nào thì xem ra rất khó vì tính phức tạp trong bộ máy này. Liệu hoa hồng này có được giải theo sơ đồ từ Tổng Bí thư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tới các quan chức dưới quyền Bộ trưởng, hay giải theo sơ đồ Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, quan chức dưới quyền của Bộ trưởng? Chưa biết hoa hồng sẽ giải theo sơ đồ nào, dù giải theo sơ đồ nào thì mâu thuẫn cũng sẽ xảy ra, vì bên này được mà bên kia thì mất. Đó là cái rất khó. Trong danh sách quan chức là người quen của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì thấy khuyết tên ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng có tên ông Phạm Minh Chính. Vì thế, khả năng cao là hồng sẽ phải giải theo sơ đồ Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, quan chức dưới quyền Bộ trưởng. Nếu người làm môi giới giải hoa hồng theo sơ đồ ưu tiên Thủ tướng thì rất có thể phía ông Tổng Bí thư sẽ không để yên. Đây là hình ảnh nhân vật tứ trụ và báo chí nước ngoài cho là có tham gia đấu đá trong vụ án của Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Chuyện lại quả trong vấn đề mua vũ khí là không thể tránh khỏi. Được biết, vào năm 2017, thông tin của media đã trích dẫn một nguồn tin quốc phòng Mỹ cho biết các giới chức quốc phòng Việt Nam thông báo cho phái đoàn Mỹ biết trong một cuộc họp ở Hà Nội rằng các thương vụ mua bán vũ khí phải được loại quả tới 25% của tổng giá trị. Trả tiền hoa hồng lại quả hay phí bôi trơn rất phổ biến ở Việt Nam và được coi là một hình thức hối lộ trá hình. Khảo sát về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh vào năm 2016 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy có khoảng 66% doanh nghiệp Việt Nam phải trả phí bôi trơn cho quan chức để thực hiện việc kinh doanh được thuận lợi. Như vậy, với mức phí hoa hồng đến 25% thì các quan chức và cò có thể chia nhau tới 250 triệu đô la trên khoản hợp đồng 1 tỷ đô la. Đây chính là tiền thuế của người dân bị ăn cắp. Vì thế họ đã chiến nhau là đúng. Điều đáng nói, đáng lẽ ra không cần phải có sự chen ngang của bà siêu cò Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì mức thù lao của mỗi quan chức sẽ cao hơn. Đấy có thể là nguyên nhân dẫn đến đấu đá nội bộ. Đây là hình ảnh quy tắc lại quả 25% trong hợp đồng mua vũ khí đã được thiết lập từ năm 2017. Theo Yosim Meman, tác giả của bài báo trên Heres cho rằng nguyên nhân thực sự đứng đằng sau vụ bắt giữ bà Nhàn là do các thỏa thuận mua bán vũ khí. Lý do gốc của việc bắt giữ là cuộc cạnh tranh trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Công an ông Tô Lâm. Như vậy là tứ trụ đang chiến đấu với nhau vì quyền lợi khổng lồ trong hợp đồng mua vũ khí. Không biết ai đánh ai, nhưng trong đó có những tên tuổi rất lớn. Vụ bắt giữ này xảy ra chỉ vài ngày trước hội nghị trung ương lần thứ 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam
diễn ra vào ngày 4 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5 với hơn 200 ủy viên Trung ương Đảng, thảo luận các vấn đề quan trọng của đất nước và Đảng Cộng sản Việt Nam, bao gồm cả vấn đề về tổ chức và chỉnh đốn đảng. Không biết người phụ nữ này có gì hấp dẫn mà bà ta được ưu ái làm trung gian thương vụ quá lớn của nhà nước, để rồi khi các quan chức hàng đầu đánh nhau thì lôi bà ta ra xử. Vụ án này xem ra rất phức tạp và khó kết thúc thỏa đáng, bởi vì chưa có trận đấu đá nào ngang tài, ngang sức như trận này. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Nguyễn Xuân Thắng và Trần Bình Minh đã nâng đỡ Nguyễn Thị Thanh Nhàn sắp lộ phải không? Theo báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa tin về các đế chế IEC Group của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, trong cách làm ăn và những hợp đồng trúng thầu hàng loạt những dự án đầu tư công, không khỏi làm nhiều người giật mình. Sự liên kết giữa doanh nghiệp và thế lực chính trị quả thật rất phức tạp và rắc rối. Không dễ để ông Nguyễn Phú Trọng phanh phui tới cùng vụ án đầy phức tạp này. Càng ngày nó càng lộ ra những bàn tay mờ ám nâng đỡ cho bà nữ doanh nhân này, những ưu ái trải khắp các lĩnh vực do nhà nước quản lý. Cần làm rõ đằng sau những hợp đồng là mối quan hệ như thế nào. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ghi nhận, những năm qua, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IEC Group đã trúng thầu hàng loạt các dự án đầu tư công rất lớn. Cụ thể là vào tháng 10 năm 2017, IEC Group trúng thầu với giá hơn 90 tỷ đồng thuộc dự án trong một dự án nâng cấp kênh truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cũng trong năm 2017, IEC Group trúng thầu với giá hơn 30 tỷ đồng ở một dự án khác thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cũng như nhiều gói thầu cung cấp hệ thống điều hành thông minh cho các địa phương Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế. IEC Group của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được mô tả là đã trúng thầu một loạt gói thầu hàng trăm tỷ đồng trong mảng tài nguyên môi trường tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, bao gồm Bạc Liêu 39,4 tỷ đồng, Gia Lai 26,7 tỷ đồng, Bắc Ninh 157,4 tỷ đồng và Quảng Ninh 34,5 tỷ đồng. Trong lĩnh vực bất động sản, thông tin giới thiệu trên trang iicgroup.com của tập đoàn này giới thiệu doanh nghiệp đang triển khai hai dự án bất động sản quy mô lớn. Đó là khu đô thị Phật Tích, Bắc Ninh, quy mô xây dựng khoảng 3.000 ha. Dự án khu đô thị Tân An, tỉnh Long An, quy mô xây dựng tới 500 ha. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Trần Bình Minh. Ngoài ra, IEC Group còn triển khai các dự án khác như khu đô thị mới IC Mê Linh, quy mô xây dựng là 94,3 ha. Đầu năm 2022, IC Group đã chuyển nhượng dự án này cho doanh nghiệp khác. Dự án IC Xuân Đỉnh, diện tích đất là 4.102 m2, được cấp phép 12 năm nhưng chưa triển khai. Hầu hết các dự án bất động sản do IC Group đầu tư đang chậm tiến độ, tờ báo này cho biết. Vào ngày 29 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC và các đơn vị liên quan. Nhà chức trách cũng ra quyết định khởi tố bắt tạm giam các bị can thuộc công ty IC, trong đó có bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty này. Kết quả điều tra ban đầu xác định IC đã có sự móc ngoặc với các đơn vị thẩm định giá, thực hiện nhiều hành vi vi phạm trong quá trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước khoảng 152 tỷ đồng. Thông tin tự giới thiệu của IC Group trên trang icgroup.com của công ty nói rằng hệ sinh thái IC Group gồm 29 công ty con hoạt động trong kinh doanh trong nhiều lĩnh vực từ y tế, giáo dục, chuyển đổi số, tài nguyên môi trường đến bất động sản. IC Group nói họ bắt đầu kinh doanh vào lĩnh vực môi trường vào năm 2007, y tế vào năm 2008 và giáo dục vào năm 2011. Bản tin của Bộ Y tế cuối tháng 7 năm 2021 cho biết IC Group và hai công ty với đối tác là công ty MTV và công ty Sinh phẩm số 1 và Biotech và công ty Xiaomi của Nhật Bản ký thỏa thuận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19
Theo đó, dự kiến tháng 6 năm 2022 sẽ hoàn tất các hoạt động và đưa vaccine ra thị trường. Đây là hình ảnh Nguyễn Thị Thanh Nhàn bên cạnh ông Nguyễn Xuân Thắng. Tại sao bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn lại trúng thầu những dự án của Đài Truyền hình Việt Nam? Đây là câu hỏi đặt ra. Vai trò của ông Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam khi đó là Phạm Bình Minh. Vì sao đã ưu ái bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn? Chưa hết, vì sao ông Nguyễn Xuân Thắng để bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn giật lấy hợp đồng cung cấp hệ thống điều hành thông minh Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh? Người ta cũng không hiểu sao một doanh nghiệp không chuyên hoạt động trong phát thanh và truyền hình lại trúng thầu những gói thầu của Đài Truyền hình Việt Nam. Người ta cũng không hiểu một công ty không có chuyên môn về ngành công nghệ thông tin đã được ông Nguyễn Xuân Thắng ưu ái trúng những gói thầu lớn như vậy. Và sự ưu ái này rõ ràng không được trong sáng. Ông Nguyễn Phú Trọng nếu có quyết tâm chống tham nhũng tới cùng thì ông hãy cho điều tra để giải đáp thắc mắc này cho người dân được biết. Động cơ nào đã khiến cho những ủy viên Trung ương Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam ưu ái cho một nữ doanh nhân đến như vậy? Người dân đang chờ ông Trọng trả lời.